Ok, hôm lên em. Hôm nay là tiếp tục một con game. Vừa mới có thể nói là vừa mới cũng là vừa cũ luôn. Thì đây này, trước đây thì tôi đã chơi con game này rồi. Hồi đó chơi bản demo thấy rất là ấn tượng. Hôm qua thì nó đã ra mắt cái phiên bản mà Elite Offset. Đây. Bản Elite Offset này dev bảo là sẽ kéo dài trong vòng nửa năm. Lúc trước đã chơi qua bản demo một lần nên con game này không còn mới nữa. Có điều bản Elite Offset này nó đổi rất là nhiều thứ. Thành ra cũng là có thể bắt đầu lại từ đầu như một con game mới luôn. Thì một thể loại kết hợp giữa thẻ bài, roguelike nè, giết bui, kết hợp với thủ đành. Mình có thể kết hợp cả hai thứ với nhau. Nói chung là game cũng rất là ấn tượng đó. Anh em nào tín đồ của thủ thành thì không thể bỏ qua. Rồi. Ta vô game. CD Chop Master. CD2 đó không biết là cái gì. Người nó kinh đau hả? Đây, chúng ta bắt đầu. Tiếp qua. Lúc mới bắt đầu thì chúng ta có ba lựa chọn. Thêm một cạc, bỏ một cạc. Nhận thử cái gương nè. Không biết cái gương này là cái gì. Cái này là cái bẫy trọng lực. Cái này là cái chuồng. Còn cái này là cái cưa máy. Giảm một cái đấy mà cái số 4 này á là mình phải tốn 4 điểm. 4 điểm tài nguyên để gọi là cái action point đi, 4 điểm AB đi. Thì mình mới gọi được lá bài ra, bài này ra. Lá này cũng 4 nữa, lá này 1. Cái lá này thì xài một lần là mất luôn. Cái kẹt này sẽ luôn xuất hiện trên cái tay mình. Kẹt này dạng kẹt phòng thủ thôi. Đá bài sẽ tạo một cái chuồng nhốt địch vô rồi sau đó quỷ. HP 30. Ba lá này thực sự là không có lá nào ngon hết. Cái này chơi đó là cho cái mình một cái điểm gọi là điểm like. Trong con game này tôi nhớ có nhiều điểm lắm. Tí nữa vô game gặp thì nói sao. Lấy lá này đi. Đi bên đây thì có cái gương báo. Thử coi. Mình cũng có chọn nhánh giống như mà con lay đầu hai á. Quái sẽ đi từ cái điểm này. Đi qua bên đây. Mình thì xây mấy cái lá bài này để phòng thủ. Cái giao diện mà HUD này cũng làm lại rồi. Khá là mới mẻ. Lá này thì tốt một điểm, mình có 3 điểm này nè. Cái chuồng này là hơi bự nha. Đây, sẽ thử cái chuồng này phát cái lá hất là khi con quái đập lên cái này nó sẽ bị hất đây. Nên đặt chỗ này. Tại vì quái nó đi qua đây rất nhiều. Còn cái lá này lá đẩy. Quái đi đến đây sẽ bị đẩy gất xong. Rồi tạm thời là gì? Chúng ta bắt đầu với tôi. Đây, tiếp tục một lá hất nữa. Nói chung là hất cho nó gớt xong hết đi. Cái này thì bẫy đặt dưới đất. Nó có chữ gao nè, gờ gờ luôn nè đây. Bẫy này sẽ đặt dưới đất. Khi đầy cái ống này lên á, thì mình sẽ có được thêm một cái action point đó. Không, hai chỗ này không xây được rồi. Vậy thôi, không cần xây nữa. Bỏ đi. Ok, lấy hai điểm mình sẽ làm cái lá này. Đây, hai điểm. Khi bức tượng này đầy á, thì mình sẽ được là rút bài mới nha. Bấm này G để mà rút cái lá bài mới. Nó sẽ lên lại 5 lá mới.
mình dư điểm thì cứ xài đi. Một số cái bẫy nền nó có thể đặt trực diện lên cái chỗ quái nó ghép bao luôn nha. Rồi. Bất cứ khi nào mình chơi một cái cạc mà Ital á, Ital là cái cạc xài một lần á, nó sẽ rút thêm một cái cạc nữa. Cái đá này tạo nền thôi. Đá này tới 4 điểm lận. Mắc phết luôn, mà mỗi lần chơi nó sẽ giảm xuống một điểm. Nên cái map nào mà cái đường đi nó dài dài á thì chơi cái này ngon. Nhưng lấy cầm tạm đi, biết đâu sau này mình thừa điểm. Tăng tất cả hiệu ứng hồi máu 20%. Không. Tất cả cái chấp mà tấn công một lần á. Kinh đao cũng 40%, tấn công một lần là sao ta? Khi mà mình dùng năm lá bài á thì sẽ tạo một cái lá là sắp bay và cái lá đâm gai từ dưới lên á. Thử cái này á. Mình sẽ phải trả một cái giá gì để lấy nó à. Đây, trừ cái tí máu đây. Bên này là có sự kiện. Coi thử cái sự kiện đó là gì. Vẽ rất là đẹp nha. Đồ họa rất là ấn tượng luôn, nhất là cái phần này. Trông giống như căn phòng của một pháp sư đang học việc gì đó. Ánh đèn đang nhảy múa trên một quyển sách cũ. Quyển sách nào? Đây à. Thì không biết quyển sách nó ghi cái gì. Nó có thể nguy hiểm, rất là nguy hiểm luôn. Năng lượng sức mạnh gì đó không thể sử dụng. Mình sẽ quỷ một cạc để lấy được cái cạc này. Nhận được cái kho báu bình thường. Thử cái này đó. Mình sẽ quỷ một cạc. Thường cái cạc mình quỷ đó, sẽ là ba cái cạc này. Tại vì nó rất là phế luôn. Nhưng mà hiện tại cái cạc này của mình nó cũng phế không kém. Cái này 4 điểm mà nó không bằng ba cái này. Nhưng mà bỏ cạc này đi. Rất là ngon nha, vừa được một lá bài lại vừa bớt được một lá bài đó. Trong mấy con game mà anh em chơi quản lý bài á thì bỏ đi một lá bài có thể rất là ngon. Hất, hất nó sẽ lột ở đây. Cái lá hất này rất là mạnh nha, nên nó bị giới hạn xài rất là nhiều. Cái lá đâm gai này á, đâm gai này mình không có chỗ xây ngon. Sao ta? Đâm gai thì có thể xây chỗ này. Đây. Ok, cho nó đâm ra. Rồi, mình sẽ rút lứa mới. Để tốc độ thay cho nó nhanh ha. Đây, nó hất nè, nó hất xuống đây nè. Xem nó hất nè. Đây cái lá 4 điểm là không biết kịp 4 điểm thì sai không. Có khả năng là kịp, có khả năng vẫn kịp. Nó cắt ba ô thì mình xây ba ô này tối ưu nhất. Tại con quái nó đi tới đây nó sẽ đi quẹo qua đây nè. Hoặc là xây ở đây cũng được.
hoặc là xây trên này cũng được. Xây luôn trên này. Bây giờ từ lúc sau nữa thì cái lá đó mỗi lần xài thì nó chỉ tốn 3 điểm thôi. Cái lá lửa này cũng rất là mạnh này. Mà ở kinh đau hơi dọc đúng không? 6 giây thôi. Mình sẽ đặt hẳn lá lửa vô đây luôn. Đó, mình sẽ nhận được hai cái lá lửa nè. Dạng như cầu lửa giữa quăng ra nó nổi như giấy bơm. Đây cái lá này còn 3 điểm à. Quái nó không qua khỏi khu này nữa. Mình có thể gọi quái ra sớm được không ta? Cái này cũng không được. Để đây đi. Hạng hữu đó nó mới đi được tới đây thôi. Nhốt nó vô. Cái lọc này có 30 máu nên nhốt nó vô rồi đốt. Tính ra cái lọc này đặt ngay đây là để thủ rất là ngon. Mình nhiều điểm quá nè. Tắm quay, quay này quay cuối luôn rồi. Đó, nổ cho bơm nè. Rồi win luôn rồi. Cái lá này khi mình xài thì sẽ tăng được một cái điểm này nè. Cái điểm Action Point, điểm AB nè. Ngoài ra nó sẽ quỷ luôn. Cái này là sao ta? Không hiểu cho lắm. No longer là bao lâu? Nó có thời gian giới hạn gì không? Thật ra ngon nhất vẫn là lá này. Lấy lá đây đi, lá bên kia chưa biết. Có thời gian thì sẽ tìm hiểu thêm cái lá đó. Mình đi tới đây hả? Campfire mình có thể chọn một là nâng cấp hồi phục máu, nhưng mà máu mình đang đầy nên nâng bài thôi. Nâng lá này thì nó lên được có 3 đam nữa, không đáng kể. Đây, lá này xài là nó tăng mình 2 điểm luôn. Thử lá này 45 máu gấp rưỡi thôi, không ngon. Còn cái lá lửa mình đâu ta? Đây. Nó lên được 50, lên 3 đam là 50% đam nè. Nhưng mà nó thêm 3 lá cạc nữa nha. Từ 2 lên 3 là nó tăng 50% lận. Còn như cái lá này á, từ 14 lên 17 á, thì nó chỉ tăng là khoảng 21% thôi. 3/17. 3/14 là khoảng 21-17% à. Không ngon cho lắm. Tôi sẽ nâng lá này. Nó tăng gần như gấp đôi luôn. Gấp đôi tác dụng 1/2 luôn. Bên này hai cây kiếm thì quái nó mạnh hơn. Một cây kiếm thì nó bình thường. Thì phần thưởng tỷ lệ thuận với gũi go mà. Tôi sẽ hất nó ra ngoài trước. Cái lá hất là một trong những lá mạnh nhất đó nha. Mình xài lá này cũng đi. Lấy hai cái thao luôn. Nếu như quái nó đứng ô này mình có thể đẩy nó qua.
từ cái chỗ này mình đẩy hai ô nó lệch một ô nó thấy gớt xong. Nhưng mà sao cái dãy này nó trống dữ vậy nó? Cái lồng này thì chắc để đây phòng trường hợp hạng hữu nó đi vô được thôi. Bây giờ có thể rút được, gọi được cái bài mới. Một lá hết nữa. Đây có lá lửa này. Lá lửa này nên đặt. Đặt ở đây đây. Thì chỗ nó ghét bao rồi luôn. Mình phải xài sớm đó này. Chuyển cho nó qua. Đi, thôi thôi. Bao này là bắt buộc có phải đi qua nên đặt ở đây. Tương tự bao hai bao này cũng gì luôn. Rồi gì con đi. Để đây cũng được nè, nó có thể đẩy rớt xuống ô này. Đẩy cái thương này thì mình được gì con. Đây gì con, kiếm một cái lá sàn nè. Đó đó, 3 điểm mình đặt nó được cái nè. Khả năng quái nó không đi được tới đây đâu. Ba cái nữa thì mình đặt ngay đây. Lắp đèn cái này. Mình sẽ ghi con kiếm lá này nữa, bây giờ nó còn có 2 điểm à. Đây. Đặt thêm cái đây nữa chắc ăn. Do cái mức đầu nên rất là dễ. Gan 2 chen, cái chen này nó sẽ cộng thẳng vô cái sức mạnh thẻ bài của mình luôn. Gan thêm một tốc độ cho mỗi cái cạc kỳ cao. Cái tốc độ là cái chỉ số gin đau của cạc á. Như cái lá này 3 giây đánh một lần thì mình được một cái điểm phép này, nó sẽ giảm 10% xuống là còn 2.7. Cái lá này rất là mạnh nè. Mình nhưng mà mình phải nâng nó 3 lần nữa nha. Lúc đầu nó có 5 đam thôi, nâng nó 3 lần hình như nó lên 15 đam mấy giờ. Trừ phi bộ bài mình xấu quá, không có lá nào thì hả lấy lá này. Tăng 1 điểm đam thì cái lá lửa này nãy rất mạnh luôn á. Cái lá lửa đặt trên sàn á. Nhưng mà kinh đao này cũng ngon á. Ghét gao là sao ta, ghi gao là sao ta, rút lại ha. Không hiểu cho lắm, nhưng mà lấy đi. Lấy này xài có khi nó hiểu. Mình sẽ nhận được cái gì nữa nè. Cái dây này là mình nâng trực tiếp vô lá bài của mình. Cái 7 sẽ tấn công em 2 lần. Sau đó là nó quỷ vĩnh viễn luôn, Ethal luôn, nên xài vô những cái Ethal nè. Ethal là xài cái lá này xong rồi nó mất luôn nha. Đó, mình đã nâng cấp lên được một cái cho nó nè. Chip bộ Trigger nè. Cái 7 bây giờ sẽ tấn công thêm 2 lần nữa, nhưng mà nó sẽ tăng thêm 2 điểm nữa là từ 2 lên 4 nè.
Nên cái lá này là một những lá cò luôn. Thì tôi sẽ cố gắng nâng cấp nó lên một lần đó. Mình được thêm cái gì mỗi 10 giây. Không, cái này cùi. Mỗi 10 giây thì một quân địch biến thành một con gà. Nhưng mà đâu có lựa chọn nào khác đâu. Cho thì cứ lấy thôi. Cái lò rèn đó, lò rèn để mình nâng thiêu đốt cái rèn này là thêm vô thiêu đốt quân địch. Mỗi một giây thì đi một đam trong 7 giây, đi một đam kéo dài 7 giây. Cái này là tấn công được trên không luôn, gây 2 lần đam. Nó nằm vô mỗi cái cháp mà trên sàn cùng loại với nhau trên sàn, tức là càng xài nhiều nó càng rẻ. Và chắc lấy lửa địa ngục rồi đi, tôi ép vô lá này luôn đó, nó ra 2 cái bút à, bút này với bên này đó. Mình tìm thấy một kho báu nằm ở trong giữa cái khu rừng, không có ai giành giữ nó cả. Một lời nói dối bất ngờ từ bên trong TFFF. 35% cơ hội mình mất 4 máu, 30% nhận được 200 vàng. 35% mất 2 HP. Quỷ gây 7 luôn thì lấy được 50 vàng. Hoặc là 1 phần 3 mình lấy được 200. Hoặc là mình lấy được 50. Máu tôi còn nhiều. Đều mất 2 máu. Dù biết là nhân phẩm rất là kém nhưng mà lòng tham thì không thể cản được. Thì thao 5 cạc thì mới xài được cái này. Bộ bài của mình thì chỉ mới có 4 cái lá thì thao thôi. Là cái lá cái lọc chim, 2 cái lá mà hất với 1 cái lá lửa địa ngục này. Mỗi 7 lá thì thao thì cái cạc kế tiếp sẽ chơi được 2 lần. Cũng không ngon luôn. Đây, thả lấy cái này đi. Cái chỗ đá này là mình không xây được nha, nên 7 mình chỉ tập trung ở đây thôi. Khó, xây kiểu này khó. Cái 7 đầu tiên thì chắc đặt ở đây, để cái gì đẩy nó xuống sông. Đặt cái hiệu quả trước nhất. Đây lửa địa ngục đây, cối đâu phải. Xài lá này, xài xong lá này. Hất thì cũng chỉ có thể ở đây thôi. Nhưng mà không biết đặt bên nào. Hất nó xuống. Đó. Bây giờ trên mình cũng 3 sao phết chiều 1 nè. Thôi rồi, quái nó đi qua kìa. Thôi kìa, mất máu đi. Như thế này nó đi bên đây thì sao ta? Không, có gì cái bẫy này nó đâm ra. Nó ép vô đây. Nửa địa ngục của mình nè. Không biết để 4 điểm thì nó còn được không nữa. Bốn điểm là
Đập thẳng ngay đây luôn. Không đặt đây nè, có gì nó đẩy vô cái lửa cho nó đốt lần đó. Để đây đi, phục trường hợp hạng hữu mới đi vô được. Lá 4 điểm của mình đâu rồi đó? Cái lá xài mỗi lần xài nó giảm điểm đó. Nãy giờ chưa thấy xuất hiện luôn. Đây 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 đây. Đặt như thế này thì có con nó sẽ đi qua là một lần thôi, nó không bị. Đặt ngay đây thì cả ba con nó đi đường nào cũng dính cả ba chứ. Rồi win luôn rồi, sống thanh con. Nhận 2 điểm trên. Cái lá phi tiêu này cũng khá là ngon. Nó tiêu hao theo chỉ số ít của mình. Ví dụ mình đang là 6 á, thì mình xài thì nó gọi ra là 6 luôn. 6 thì nó rất là mạnh. Còn cái lá này thì lá kéo. Này lấy 2 gem. Thực ra thì đam mình không cần nhiều lắm. Có lấy lá này. Lá này thì khó cần cho lắm. Bây giờ đi đấm nhau hoặc là vô event. Vô event coi nó có gì không. Nhìn cái cây mất hương ma. Tuyệt bản thân trong bóng tối. Vì mua một kẹt. Cũng được, bỏ một kẹt cũng chả sao. Đây, úp lá lửa lên, nó lên có 3. Nhưng mà 3 này nó lại rất là mạnh. Còn bài chủ đạo của mình là cái lá lửa đặt trên sàn á. Vô cái map nào mà không xài được cái đó là to luôn. Mình có thể đặt một lá đẩy ở đây, một lá đẩy ở đây, lùa cho nó xuống sông. Tí nữa lá lửa thì chắc đặt ở đây. Lá lửa đặt hai ô này. Không, ở đây không đặt hai lá này đâu. Không luôn. Không luôn, không đặt đâu hết. Kỳ gôn. Tự tin. Đấy, con bot. Mình không đấm con boss là nó đi hoài luôn á.
cho con boss nó về chuồng luôn. Để quái nó đi cần cần lại nổ ra luôn. Về chưa, về chưa? Cái dân tiền mà chưa về, lì á mày, lì á mày, lì á. Đẩy nó qua cho cái máy cưa nó chém mặt. Rồi, nó về nè. Lấy hai chen cũng được. Đó, nó bị thiêu đốt, chạy qua đây cái là mấy chục đam rồi nè. Cái bẫy lửa của tôi. Giờ mình đặt cái chập ba này thẳng hàng lên đây luôn. Đó. Ngay từ lúc quái nó ghét bao ra luôn. Đặt ở đây để đẩy nó ngược xuống cái nè, cho nó mất chớm. Cái hốc này không cần đâu. Còn tự nhiên nguyên chắc rồi đó. Vậy cái gì còn chơi xếp nước thôi. Đặt thêm cái lọc đây cho chắc ăn nè. À, nó bị nổi cái hiệu hiển thị. Thất, thất bay thẳng xong rồi. Gục ngã trước cổng hiên đường. Mỗi lần cái cạc này lên tay của mình đó, thì sẽ thêm một cái viên đạn canon. Không ngon. 4 điểm rồi. Bắn một gót bao số lần bắn bằng cái số ít thôi. Sáu điểm. Trong cái trận đấu này thì tất cả các cạc cháp sẽ có không, nhưng mà nó sẽ ít tao. Thực ra là không cái nào ngon cả. Cái lá này không biết cho lắm. Lấy thử rồi. Speed mình còn 1. Gây han là cái lá ngoài cùng bên phải á, sẽ có thành công và ít tao luôn. Left han, cái lá ngoài cùng bên trái sẽ chơi 2 lần ít tao luôn. Cũng được. Nếu như nó xuất hiện ngoài cùng bên trái, mình có sẵn gì tao rồi. Lá này đi. Lá này nếu như nó vô thì mình cắt cái là nó được 4 điểm à. Còn lá này mình đút vô đây thì không cần điểm luôn. Cũng được. Gai han nha. Không lên bên phải rồi cũng như không à.
Cái này tăng kinh đao lên cao lắm. Cháp thì sẽ gây đóng băng, nhưng mà nó giảm đam đi 2 giây. Ủa, giảm đam đi là 2. Cái này thập tử nhân sinh này sống gì? Mình coi có hợp lá nào. Thôi gọi rồi, nó không có chọn vô lá. Tấm gương này là sao? Hai tấm gương nè, chị đi thử bên phải rồi. Coi tấm gương nó là cái gì. Cái hất này hất nó xuống sông không ta? Đưa cái mặt này ra thì nó đi đúng một vòng cũng được. Không ổn rồi, nó quay tới đây là nó đâm ra ngoài không ngon. Lá hất này cũng méo xài được luôn rồi. Thôi xong tôi rồi. Gôn 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 gôn, lửa đâu lửa đâu. Mình sẽ không hất nó qua ra ngoài mà hất nó ngược lại. Rồi đi con đi con, đây đó lỗi của mình đây, nó nằm lết than trời ơi, nó không nằm gai han. Gai han nó phải nằm bên đây à. Cái đá này phải gắn lên tường hả ta? Mình hiện tại không có bức tường nào có thể gắn được, tại mấy cái tường này nó di động không à. Cái gai này cũng phế luôn rồi, chắc 4 điểm chờ cái này. Đây 3 điểm lắp ra này nè. Đây, tính đâu nó đi qua được chắc. Đá này lắp trực diện đây luôn. Đó, quái gate bao ra là càng. Mình dồn hết tài nguyên nhân lực vật lực vô đây. Cái đá này tăng đam nè. Tăng speed cooldown. Cái mặt này quay vô trong cũng khá là ngon nha, nên lắp tường trong đây cũng được á. Lắp tường cho nó đâm vô cũng khá là ngon á. Cái lá sáp này tôi sẽ gắn vô đây, tại vì nó luôn luôn quay hướng lên chỗ này. Thử rồi, thử rồi. Gì bắn cái ghê gì ba. Tính ra nó bắn cũng ngon phết đó chứ. Rồi gì là an toàn đấy, coi như đồ win chắc rồi. Rồi nó bắn rồi. Lắp thẳng đây luôn cho nó bắn. Ủa? Bom nổ này cái dễ tỏa áp lực này. Giờ quay cuối à.
bớt hụt không. Hai trên cái này gái có rồi, cái này ít hai lần sờ fit mà mình chả có fit, không có sờ fit sao mà tăng được. Lấy hai trên đi, không xài thì đấy. Thực ra hai cái lá mà cùng lỗi với nhau thì cũng không chui đâu. Lá này ngon nè, nó không tốn gì, nó dạng năng lượng đó. Cái lá này gọi thẳng cái cháp cạc vô tay mình luôn. Hai lá này được ngon lắm. Cái lá này gan ba trên. Rồi tiền này bây giờ dịch thao của mình là nhiều rồi đó, quỷ tám cạc sẽ nhận một cạc không, nó lấy cái này thì mua nốt một cái cạc luôn. Giờ mình còn 60 đồng cho nên lấy đá này để nâng lên không cho nó làm co. Đấy đi, tại vì sao còn một cái lá mà bay nữa, có quái bay nữa, cái con cây đó là đánh được quái bay á, điểm này đánh quái. Ừ, cái map này độc địa nha, đây nó nằm ngoài cục bên phải nè, đó là nó không tốn điểm nào luôn. Quốc luyện nên đặt ngay đây không ta? Tôi nghĩ là không đâu, có đặt thì sẽ đặt ngay đây. Đặt ngay đây. Chốt. Mình chờ 4 điểm mình xài lá này luôn. Ok, 4 điểm. Úp. Rồi sao không đặt đây ta? Lá này thì tôi không xài đâu. Mình hất nó khi nào qua đây luôn ta. Thằng đạp lên. Tức là mình nên chờ chờ nhiều cái điểm này thôi. Sáp là cái gì ta? Số lần sử dụng sáp ít một. Không hiểu cho lắm, nhưng mà quốc trại đi. Mình sẽ gọi được cái bẫy này lên. Đó. Trước đó thì xây cái này đẩy xuống. Cái này sẽ đẩy qua nữa. Cho nó gớt xong luôn.
trực tiếp mình đang trừ 1 nha. Đó, mỗi lần mình ghi gao ở đây á, nó sẽ tăng 1 feat. Mình ghi gao nhiều nó tăng feat nhiều. Đó, bây giờ fit lên con 1 nè. Quăng luôn cái lồng ở đây, trừ trường hợp hàng hủ thôi. Chứ quái bây giờ nó không đi được cái bảnh, cái bẫy xịn nhất của tôi nữa. Con này sao đứng đây? Ê, bấm lộn bên rồi. Đó, bay qua đây mới đúng. Quá đơn giản rồi. Tính đáo 60% cho một cái cháp trên sạc, sau đó thì tao. Quỷ tất cả cái chắp trên tường, nhưng mà cái chắp trên sàn thì sẽ kinh đau 60%. Nãy giờ chắp tường thì tôi xài khá là ít. Lấy lá này rất là ngon. Nó còn cộng 1 nữa nè. Mình sẽ boost cho cái lá lửa nãy. Và là cái lá cây. Nếu như mình xài hết vàng này thì cái lá này nó nằm bên phải không ta? Không được, hai lá này nằm chung với nhau rồi. Nên bây giờ tiết kiệm 4 điểm đặt cái bẫy đầu tiên nó nằm chỗ này. Bốn điểm này ở đây. Đấy, chạy từ từ mấy. Phải, nó chạy vượt dự kiến thôi. À không, mình còn chứ bơm. Bỏ con một trái nha. Nè chết. Gà nướng nè, gà nướng thui. Đây, lò mình kích cho cái bẫy này lên, đó. Mình xài 5 lá gì thao rồi nên cái lá vừa xài nó không có tốn điểm. Bây giờ nên để 4 cái này luôn, hay là xài lá này. Đặt 2 đam luôn. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái lá cây nỏ này có thể để đây. Nó xuống, đẩy nó xuống. Ừ. Vẫn chuyện chuyện vô luôn là nó không đi qua được đâu. Thất thì thực sự chỉ cần một cái đây thôi. À, đặt ở đây cũng được, cho nó hất ngược chỗ đây, nó bị thiêu đốt lần nữa.
nếu như đặt hai cái chập ba ở đây thì nó hất về. Không, hất đặt đây được rồi. Mình sẽ lấy cái lá này lên. Này lấy cái lá này chứ. Lá này đi. Khi rút cái đá lá lên nó sẽ nằm bên phải nha. Nên nếu như hồi nãy mình rút được cái lá này nó nằm bên phải là mình không tốn điểm nào. Kìa, con gì giống con na sớt quá vậy? Nó đi được tới đây là nguy hiểm phải rồi đó nha. Thôi rồi. Không. Sắp đủ 3 điểm. Con này nó sắp tối rồi nè. Dưới này không đặt được cái cục này. Ở đây chắc được. Kiểu nó chỉ kéo được 2 ô á ta. Lá kéo này anh xui lắm, bỏ đi. Không, một lần ghi con nữa mình lấy được cái lá kia rồi. Tính toán cẩn thận quá. Tấn công thêm một lần và kinh đau thêm 50% thì tính ra nó hòa 4. Cái lá này gì có tác dụng như những cái nào ta, với những cái đá lá gây đầm lên đầu dài không ngon. Có lấy sẽ lấy lá này, nó có cái cộng đó, cộng nữa để đường nâng cấp một lần nữa. Ủa? À đây nè. Nâng này lên chở khác thì luôn, nó chỉ không bị thao thôi. Chừng 5, không ngon. Ủa cái lá mà mỗi lần rút. À đây nè. Nó chỉ giảm một điểm thôi, cũng không ngon cho lắm. Này lên 3 thì gấp rưỡi rồi. Chắc là nâng cây. Nâng cây lên mát luôn. 3 lần gấp gấp. À đi bên đây cũng lấy được cái gương nữa nè. Nó đánh được con quái đôi nữa. Mình đi bên trái. Ủa? À nhìn giống giống map nãy nhưng không phải. Map này thì bẫy hất gần như vô dụng. Mười một đam 4.5 giây thì cũng quá là vô dụng đi, tôi không muốn xài nó tới nào. Sẽ đặt cái chiếc bẫy lửa ở đây.
chết lại sống con rồi. Không cho, tới đó thì mình bị gọi lắm. Ê, 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 cái lá này nó nằm ngay đây luôn, là không cần. Gọi lại cái lá này. Rồi cái lá mà. Ủa? Và đây nè, đây nè. Lá này thì sai quá đâu, nên để trên này. Thêm một đá bắn tên. Đi xài đá này. Hay đi xài luôn. Cái lá hắc này sẽ để đây, cho nó đẩy qua đốt lửa lên. Đây, tiếp theo là xài đá này, để mỗi lần mình tiếp dao cạc thì nó bật lên rồi. Địa hình này thì không có đặt được cái lồng ở đâu nha. Chỉ đặt được chỗ này thôi. Cái tham này đặt ở đây cũng được, đặt đây cũng được đó. Để 1 giây rưỡi nó bật kỳ lên lần lần. Để lòng bá cứu đây chơi. Rồi xong rồi, win đó. Cái game này có tính theo cái trọng lượng đó nha. Như cái thằng cửi khủng long này á, cái quay nó rất là nặng, nên cái 7 hất của mình đó, không có hất về 2 ô như bình thường, mà nó chỉ hất về được 1 ô thôi. Thêm một cái 7 hất nữa nè. Đó, cái hiệu ứng này nó sẽ tính theo trọng lượng của nhân vật nè. Nếu như một quân địch trốn thoát thì mình sẽ mất lại 2 gen. Thực ra cái này cũng mạnh, nãy giờ có con địch nào trốn được tôi đâu. Nhưng mà nó giao 2 lưỡi mà. Có lấy thì sẽ lấy cái này. Không bổ ngang cũng bổ dọc. Tại vì mình xài tao nhiều quá thì nó không tốn điểm luôn. Nhưng mà 3 lá hất thì cũng ngon. Thì tao đi. Mình sẽ nâng con cây 1 lần đó. Cố gắng nâng được 3 lần là nó mát, nó mạnh lắm. Gần cuối trước khi đấu boss có cái gunfight nữa. Ô,
Giờ quái nó đi hai đường đó ta. Rồi, gọi cái bẫy lửa lên. Đây. Cái bẫy lửa tôi nghĩ là nên dồn chết cái thằng này luôn đi. Tại thằng này nó rất là gần rồi. Để cái nỏ ở đây thì nó ngon hơn. À không, để đây cái nỏ ở đây. Ủa cái này nó chạy rồi. Nó biến gà. Rồi, hợp lý luôn. Đấy. Tạt nó, cây vãi con cây của tôi. Kiếm cho bơm ơi, có cho bơm nữa. Bây giờ chỉ còn nước hất nó xuống đây thôi. Chắc đặt đây một trường hợp hàng ngũ. Cái này thì phải đặt trên tường nên là mình không đặt đâu được hết. Thật ra bây giờ nó khá là phế. Mấy này nó bị tính queo vậy. Lên lên đó. Đặt ở đây để có gì chút nữa có cái con kéo á, mình nó đặt cái kéo ở đây, nó chạy qua chạy lại thì nó kéo nhựt được về cái nữa. Gai thì đặt ở đây cũng được, đặt đi. Gigon lấy được một phép nữa lên 3. Lại cái nỏ. Nỏ gắn đây hoặc là đây. Để mà gắn cái hốc vô đây cái nào. Để nó kéo mấy ngược mấy quái vậy. Chờ cái lưỡi cưa nó chém lên mặt. Rồi nó bắn đã không? Thì đủ liền luôn. Mình có cái nồi, cái nồi này đi. Ừ.
gì mua bỏ cái cháp luôn. Đây ba rồi, ở đây thêm hai cái nữa cũng được. Rồi win luôn không? Cái nóng này không biết xài. Gao cháp trừ 3 đam, quanh cháp cộng 3 đam, cùi bắp. Cái gì đây? Trước khi mà rút cái lá này á, thì mỗi cái cạc chơi sẽ tạo ra là không điểm code. Copy của cái cạc này sẽ không có hiệu ứng à. Không hiểu gì lắm nhưng mà thấy nó lạ lạ nên lấy thử coi. Chấp cạc thì tấn công hai lần nhưng mà nó cộng thêm hai cái nữa. Con cây, con cây đồ tấn công hai lần là bắn liên tục không hay gì đó. Nuôi cây không ta, nuôi luôn đi. Cây lên 4 điểm cũng không sao, 4 điểm thì vẫn ngon. Từ 2 lên 4 coi như là hai con cây. Không, cây 4 điểm thì khó. Năm lên 10 lên 15 rồi phát nữa lên 20. Cây 4 điểm hạ nuôi con này có nghĩa hơn. Này đi. Tại cái nỏ này nó bắn liên tục nhiều. Đánh 3 lần. Cây. Không, nỏ. Rồi, 20% cơ hội không thích đam. Trời ơi, nó cùi. Hồi máu hiệu ứng. Shop giảm 30%. Đít tắm cạc sẽ rút thêm một cạc cũng ngon á. Tiền mình khá nhiều đi. Cái này đây. Này trừ 6 máu quốc luôn. Máu mình nhiều lắm. Tí nữa mình đi thử cái gương bên đây. Cái lá hất này có thể xài được chỗ này. Lá lửa đâu? Lên đây bên tay phải. Chó không điểm. Quá ngon. Đốt từ trong trứng luôn. Cái lá đốt này nên để đây mới đúng. Cũng không ổn. Chỗ đây nó hình cái đoàn tàu mà không thấy cái tàu nào nó chạy đó.
xài thử lá này. Hai cái đầu mặt nhau luôn. Ủa vậy thôi đó à? Vô dụng. Kỳ vô dụng. Sắp 4 điểm nè, để đây cho nó bắn. Để đây coi nó bắn thì nó bắn cỡ nào nè. Đây. Find the hole. Đó. Bắn cả thế giới. Ủa, tấn công 3 lần vậy đó hả? Rồi, cùi bắp. Cái này bây giờ 4 giây một lần. Thêm một cái bẫy hất nữa. Cái bẫy kéo. Bẫy kéo thì chắc để đây. Nhưng mà lá này ngon hơn nè. Lấy được một điểm sầu phết. Em để ý cái này nó trên đầu là 3.9 vậy nha. Rồi bây giờ tôi bấm vô cái này nó ghét gao á, gì gao á thì nó sẽ giảm xuống. Nhưng mà để xây cái hốc này cái đó. Đây, rồi bấm vô. Đó, nó mất đi một cái điểm phế năm của mình đó. Rồi cái bẫy này nó đánh nhanh hơn 0.3 giây. Rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ còn 3.6. Lên fit 01 rồi. Cái gì gen thì chắc là ở đây. Còn một phép xong luôn rồi. Bảy đam bốn dây kinh đâu. Cái này có dấu cộng. Chả hiểu cho lắm. Cút luôn đi. Cái Migo này là sao ta? À, mình clone một cạc, đương nhiên rồi. Cái con mạnh nhất chủ đạo của mình đâu rồi. Đây. Nó. Đây, dưới đây. Tiếp hai lá chủ đạo, bây giờ mình nâng nốt con cây đây. Tôi muốn nâng lá này hơn nè. Bot. Ừ.
đây lá lửa đầu tiên luôn. Boss nó sẽ đi ở chỗ đó nên mình đặt lá lửa đây luôn. Vô con boss nó nhảy từ đây ra nó đi, chứ không thôi là tôi đặt lá lửa ngay đây rồi. Không hiểu cái lá này cho lắm. Hết điểm luôn rồi. Ủa, nó đi đường dưới rồi á. Ông cốc đồ lừa đảo, sống đi mình chết, mày ngồi đây mà. Thế là mình đặt cái bẫy nữa. Nếu như mình xài lá này xong thì lá này nó miễn phí luôn, cũng được. Đây, đặt đại cái lá này ngay đây đi. Đó thì lá này bây giờ nó nằm bên đây, nó gần như là miễn phí. Không được, để như thế này không, không ổn. Để như thế này cũng không ổn nữa. Vô bái nó chỉ đi đường trên mà nó không đi đường dưới. Nên mình quay ngang qua đây không ta? Chả hiểu cái cách chấp này. Rồi cây đây, cây của mình nó mạnh. Đó. Lỡ rồi. Giờ cái này qua một ô. Tí nữa mình đặt cái mà kinh đao vô đây. Cái lá mà cái tòa tháp thời gian á. Đây cái tòa tháp thời gian của mình đây. Bảy này nó kinh đau liên tục luôn. Nên xài vô cái này không sai. Không sai, sai bãi ra. Đi xài vô cái bẫy này, xài vô cái này mới đúng nè. Suy nghĩ nông cạn quá.
giao điểm ngay chỗ này. Để như thế này á, lúc nó chặn ngang thì mình đốt nó được thời gian lâu hơn tí xíu. Để đây cho vui thôi. Mình kiếm cái lá mỗi lần xài. Mỗi lần ghép dao thì nó cộng 1 một tiếp á. Tại nó 12 quay lần. Hoặc là cái lá này. Cái lá của mình, cái lá kia đâu ta? Lá mỗi lần đi gao nó ra một á, một phép á. Cái này tầm đánh nó bao xa? Win luôn rồi. Một sắc là cái gì? Quỷ tất cả các bẫy trên tù. Cho anh một sắc cho các bẫy như nọt. Bỉ tường của mình thì chỉ có cái gai nè. Cái gai đâm đâm, cái phi tiêu bắn 4, với cái 7 kinh đao. Con này phải nhiều tiền nó mới giữ được nó. Con này gai han thì ngon hơn.
Cái lá mạnh nhất của mình. Ủa, cái lá lửa đâu rồi? Tính để vô cái lá lửa là đúng ngon luôn á. Đây nào. Mỗi lần nó giết địch thì 20% triệu hồi một cái thiên thạch dây bảy đao. Nhưng tại cái vị trí đó. Cái gì mà nó kêu ghê nữa. À, cái ghiếp summon này không ngon, mỗi 60 giây kéo dài. Summon có một đao mà. Không muốn lấy cái này không? Map mới, hồi lúc demo tôi chơi là chỉ có cái map nãy thôi. Tấm gương, cái lò rèn, tấm gương. Đi bên này thì mình được cái mà campfire. Cái campfire giờ không biết năng gì, đi bên trái đi. Mình có thể đít cái càng này trước. Đít luôn hai cái càng đi, ba cái càng rồi luôn. Trời, nó lên mấy cái lá này chết tôi rồi. Để lấy một phít trước đã, một gì con hả? Quái nó đi hai bên luôn trời. Nó ra nè. Mình sẽ đặt cái bẫy lửa ngay giữa luôn mà không biết kịp không á. Lẹ 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 lẹ. Thôi. Cái gì cháu với vậy? Cái bản mạnh nhất của mình mà không thấm vào nó. Thôi xong tôi rồi. Chẳng chẳng nó lại. Đừng cho nó đi ra ngoài. Cái này là cái gì vậy ta? Mình còn chẳng ở đâu được nữa không? Sắp hẹo luôn rồi anh em ơi. Cái này thì xài vô cái kinh đao nó mới ngon. Cái lỗ này không biết nó có rớt không.
kéo nó xuống nước được thì ngon á. Thôi cục này không lắp được rồi. Lắp lại đi. Chủ yếu mình cho vô cái này không? Cái lá này hết xài được rồi. Cái lá tham này tôi sẽ để nó đây nè, cho nó kích được hai cái bẫy lửa rồi luôn. Đâu ta? Rồi đó. Con này có gai hai nè, gai hai thì mình xài hai cái lá này luôn và nó qua bệnh rồi, coi như không tốn điểm cũng được. Cái gì nó nhảy tới đây đúng không hả? Rồi nó ra ba lá luôn. Phát cái chỗ gắn ở đâu luôn. Đại đi. Này, cái lá này nó hình gai hai nên nó không tốn điểm rồi. Bếp phòng 2, phòng 3, hai trên cũng được. Cóc được bánh hụt không vậy? Trên rất là mạnh đó nha, mình mới có một trên thôi. Giờ bên hai trên nè, là cái lá lửa của mình nó đúng bá đạo luôn rồi. Nỏ thì chắc đôi gắn đây. Cho nó bắn chưa? Đây thì tới đây. Bên này có cái lửa à, này than cây bù qua đắp đợi.
cái đây chơi nhé. Đó. Con này đúng độc luôn. Ủa? Rồi quay cuối rồi, xong. Đây 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 đây. Cái lá này cũng ngon lắm nè. Nó giống như cái lá triệu hồi thiên thạch hồi nãy vậy. Nhưng mà để vô cái lá này vô lá lửa thì nó ngon hơn. Ok, lấy để nuôi lá lửa của mình. Cái lửa của mình thách năng được rồi. Ủa lá này nãy không mà. Bộ này không có gì ngon hết, có mỗi lá này thôi. Mình sẽ rút kẹt được liên tục luôn. Nhưng mà điểm của mình thì hơi ít. Nên ông ta. Dịch thao kẹt của mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Nếu cái lá này không ra sớm, coi như là 50% đi, thì nó chỉ xài được 6 lần. Tức là rút thêm được 6 kẹt. Không. Trời, nó lũ đảng nó ganh đúng hai lá cùi nhất. Thêm một lựa chọn nó khi thưởng, nhận thưởng. Cái lá trên sàn này thì mua cái lá này thêm một phần tử. Cái này để đề phòng địch nó chạy vô nè, cũng khá ổn á. Nó thì thao nên cũng không quan trọng lắm. Lá này lấy ông ta lấy đi thì mua chỉ được một lần thôi. Sự kiện hay đấm, còn bên này đấm hay sự kiện nó cũng chả khác gì nhau. Đi sự kiện trước. Một cái đền thần, đền thờ tăng 20% máu tối đa là mình 20 đến 24 nè. Nét. Này mà giảm xuống 5 máu nhưng mà đầy. Cái động củi làm gì? Quăng một đồng xu giúp nguyện tăng 3 máu tối đa. Ủa gì cái này nó khác gì đâu? Cái này nó ngon hơn chứ. Ờ nó hồi máu chứ không phải là tăng. Đọc sao hình tăng không biết nữa. Đây cái hát chích đầu tiên ra là khá là ngon nè. Cái lá này chưa xài được. Cái lá này đang bên phải mà. Thiệt nó chỉ đi đường trên không đó, nó đi đường dưới nữa hay sao? Tôi sẽ ưu tiên cây nỏ nó chọt đường này. Tại vì nếu như quái nó đi đường trên đường dưới nữa thì cây nỏ này nó tỷ lệ bắn trúng cao hơn là nó hai cái ô này. Đặt cái này trước đi. Bắt đầu thì con liền. Rồi có lá gì thao nè. Đây, 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 nó nằm đây.
thì tao rút thêm một lá, mấy cái lá lửa này nữa. Tụ đạn nó kẹt cái lá bên đây rồi. Không không, mình không có được xài bơm, xài bơm nó sẽ rút thêm lá nữa thì nó lại nằm bên đây nữa. Hiện tại thì cái lá này không ngon cho lắm. Nó đi đường dưới, trụ lừa đảo. Mình càng xài thì bài nó ra càng nhiều, chết cụ rồi. Càng xài nó càng ra bài rồi. Thôi chết tôi rồi. À. Cái méo gì đây? Ngơi gòn nó nhiều quá. Đây 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 đây. Ngon. Ủa? Lộn cái lá này. Nó hấp chặt thêm một cái nữa. Đi tay tốc độ lên. Thêm một cái lá hấp ngay đây nè. Xài gói cái này luôn. Xài cái này để gọi cái này ra. Cái này nó lắp vào. Tại đây đi. Rồi cái lá này không. Lá này nên xài không ta? Ưu tiên lá này hơn. Lá này nó lắp trên này. Ủa cái này nó bật ra nó chặn thì mất cái tên của mình không ta? Thôi lắp thẳng ở đây đi. Ngon luôn. Không không không, xài lá này nữa, đói luôn. Được, lá này chạy được. Bút luôn. Mấy cái lá này hồi chắc tôi quỷ hết. Kiếm chỗ mà quỷ hết. Đá nữa mình bơm vô cái lá lửa này. Ồ, tất cả cái kẹt luôn chứ không phải là mỗi cái lá đó không. Thơm phết đó chứ.
Tí nữa sẽ đặt cái tường chặn ở đây, đẩy xuống cho nó đi qua lại cái rồi. Ây, nó hút chưa như con bòi á. Nguy hiểm quá. Rồi, quay cuối rồi. À, mấy cái cục băng này sau một thời gian là nó đang chảy. Hàng gì cái lỗ tím nó đi tụt tụt nha. Xử lý quá. Map mới, anh em đột trợ. Này giống cây quạt đó. Bốn lá này không lá nào ngon hết luôn. Cái lá này mình xài được cho lá nào ta? Nhưng nó thì thao để mình cũng thêm một lá thì cũng được. Thì thao nhiều quá cũng không tốt, nhưng mà lấy đại đi. Băng tan. Ủa gì thao mà nó không hút thêm là sao? Tí nữa thì sẽ đặt hai cái bay nữa ở đây. Mình tí nữa mình chặn đường nó. Cái lá mà ra để chặn đường á. Nếu như chặn chỗ này thì hai ô này đốt lửa rất là ngon. Sẽ đặt ngay hai ô này luôn. Cái lá này nguy hiểm quá à.
chạy không hất được nó luôn kìa. Nên lấy lá này bây giờ hay là lấy cái lá này? Không hết nổi, nó nặng quá à. Cần cái lá mà có phép, cái lá mà mỗi lần đây mỗi lần ghi giao mình lên được một phép á. Tí nữa chặn ngang đây hay là chặn ngang đây, chút nữa cục này nó tan là không được nên chắc phải đặt dưới này. Nó gan nồi cạc luôn. Sẽ đặt một dàn cây ở đây luôn. Nó đi không tới ô này hả ta? Kéo nó cho nó gớt đi xong. Farm tới lưu đạn đi. Để coi nó ra lá gì. Đây lá này cũng được. Tôi sẽ cho ra này.
130 vậy. Ok. Bây giờ cái lá 4 điểm nó thành ra thừa. Mình không có đất cho nó xài nữa. Tí nữa cục này tan thì đặt ngay đây cũng khá là ngon. Thôi bỏ đi. Để gắn mấy cái hốc kéo kéo này nó ngon hơn. Ui, nhẹ nhàng quá. Kẹt này sẽ chuyển qua là cái dạng skill. Kẹt này sẽ lây gọn một. Mỗi lần ghi giao thì giao hai kẹt và hủy một kẹt. Ê. Mình hay chơi cái trò để đẩy nó xuống nước đó, nên lá đó ngon. Chơi thêm một lần ngon vậy. Lấy luôn cái hai. Migo, Migo. Migo mình nên làm cái lá nào ta? Lá này cũng khá là ngon nè. Lá cây cũng được, lá này cũng được. Nên thì nên clone mấy lá thì sao nha. Lửa, lửa nó dễ bui hơn. Trong file có thể nâng một lá lên. Nếu nâng thì chắc nâng lá này cho nó xuống một điểm. Lá này nâng lên nó chả khác gì luôn, nó chỉ là hồi tao thôi. Không bị tao hả? Vậy mình có hơi chọn mình cho anh bài tốt hơn. Quốc không bị tao là quá ngon này. Cô đi đi. Trời, sợ gì mà không mất máu, mất thiệt kìa. Đường 3 cùng lá này.
Đây 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 đây. Rồi, lên phép. Thì rồi, ra một đống phép. Giảm tốc độ xuống. Lấy một điểm. Đó. Chưa biết được nó đi theo cái kiểu nào. Còn chờ 3 điểm xài đó này. Băng hỏa kết hợp. Ủa sao quái nó đi cái đường tà đảo gì nè. Thì nó đi ngang đâm thẳng vào đây luôn là sao? Từ 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 suy nghĩ. Đặt thẳng đây luôn, không có suy nghĩ gì nữa. Cái này bây giờ quá cùi rồi. Nãy quên farm cái đống lửa này mới xài đá này. Mình gọi hết nguyên bộ bài lên tay luôn rồi. Đi tới đây nó đẩy qua. Thank you.
thì bạn. Rút cái lá làm điểm đi. Ủa cái lá làm điểm đầu tiên rồi. Con cây nữa cũng được. À đây nè. Kéo nó vô. Nó sao nó trôi ghê vậy? Chết rồi, nước đóng băng. Nước đóng băng thì nó đi chỉ thẳng thôi, cái đường này qua đây. Bây giờ cơ chế nước tống bằng này giờ độc đáo hả? Chẳng được một vàng cho mới 13 tách lên sao?
Không hiểu cái lá này chỗ lắm. Không lấy lá nào hết. Cho cái lá này nó ngon hơn, tại lá này nó bán liên tục và cái này nó theo tỷ lệ. Thôi, thêm cạt nữa tùm lum lắm. Mình xài 5 cạt thì nó sẽ cho mình cái cạt là cái cây đâm dưới lên. Không, nhiều cạt quá rồi. Bây giờ bài coi như đúng gác rồi. Đổi đâu? Cái lá gì thao mà này mà làm 4 lá luôn. Bây giờ nâng lên nó còn có 22 à, dẹp đi. 9 đam thì cũng không nhiều, 16 đam không nhiều. Này rút xuống 1 cũng được. Này rút xuống 1 cũng được luôn. 12 đam không ngon. Cạn ba trên không ngon. Lá này là ngon nhất nên rút nó 1 điểm cũng được. Nhưng mà rút 1 điểm thì cái lá này nó cơ động hơn à. 7. Bot mới. Khả năng nó nhảy xuống đây và nó đi qua từ cái hướng này. Phải đỡ hao. Ủa, mình chưa có lá gì thao kia hả? Quên. Ơi chơi chơi bẩn vậy. Cô nó cả nhiều lá này nè.
Mày có bể không ta? Lá này cây okay đây. La 4 này tí nữa lắp đây. Trời ơi, bơm nổ. Cháy đầu nhỏ luôn. Về thành dưỡng sức. Lá kéo này thì thực sự không có tác dụng gì nhiều. Nguyên cái map này thì mình không thấy kéo được đi đâu hết nha. Bây giờ mình gọi nó cây với lá này nha, gãy mình được thôi. Lá này đâu giờ đâu có gọi được cái gì nữa. Map này mình đẩy nó xuống sông rất ít nha, chỉ có hai cái này đẩy nó thôi, nên mình xài lá này là không ngon cho lắm.
nãy quên xài cái trụ này nó mất luôn rồi. Kiếm cây thôi, kiếm con cây hoặc là con sạc. Để đây cho nó kéo cái trụ mà hồi kia mà đặt hết một vàng luôn. Bây giờ nó không đi qua cổ vô này nữa đâu. Nó quạo độc rồi. Nó đi không được qua đây nữa, coi như boss. Giờ Win này không cần làm gì nữa đâu. Nè, cái này bắn nó gọi ra sát nè. Trời, cầm cái kiếm để sau lưng giống là chim đam mê vậy đó. Chim đam mê có chiêu bất tử mấy giây á, 5 giây bất tử á. Còn gì đâu Win đó hả? Anh lóc được thêm 3 cái cạc nữa, máu đen. Cái này chia cắt không gian, siêu đấm. Hiện tại lên level 2, thời gian mình chơi là 2 tiếng mấy. Rồi ok, hello, bye bye anh em. Tới đây được rồi. Đây, quả diệm sơn, đương nhiên phải chọn cái lá quả diệm sơn của mình rồi. Rồi, mới chơi lần phá đảo game luôn rồi. Rồi thôi, ok bye bye anh em, chờ nó ra update gì mới thôi. Gần như là xong cái Ali upset rồi đó. Thì để coi game có gì nữa thì tôi sẽ chơi tiếp. Mới đứng lần win tiêu rồi.